thường tịch quan là tự tánh của chúng ta thường tịch quan là bổn tế thường tịch quan chính là bổn tâm đang được nói ở đây ở đây thường tịch quan được gọi là thực tế lý thể quý về thường tịch quan thường tịch là nói về tự tánh Quyền năng đại sư minh tâm kiến tánh là thấy gì vậy thấy thường tịch quan ngài mô tả thường tịch quan là như thế nào Chứ các nhà khoa học chẳng thể nói được Thứ nhất Là thanh tịnh Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Máy may ô nhiễm cũng chẳng có Chưa hề bị ô nhiễm Trong lục đạo chẳng ô nhiễm Trong địa ngục A Tỳ cũng không ô nhiễm Chân tánh của quý vị trước nay chưa hề bị ô nhiễm Thứ hai là vốn chẳng sanh diệt Bất sanh bất diệt Vĩnh hằng Thứ ba là vốn tự trọn đủ Trong thường tịch quan thứ gì cũng đều không có Nó chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Cũng chẳng phải là hiện tượng tự nhiên nhưng những thứ ấy đều ẩn tàng trong đó Chẳng tỏ lộ ra Dũng tự tròn đủ giống như máy tivi Chúng ta tắt nguồn điện thì thứ gì cũng chẳng có Nhưng quý vị chẳng thể nói là nó không có Quý vị bật điện lên nó bèn xuất hiện Nhà Phật gọi điều này là ẩn hiện Trong thường tịch quan những hình tướng hiện tượng đều ẩn thứ gì cũng chẳng có nếu gặp duyên có thể sanh ra dạng pháp có thể sanh ra dạng pháp là hiển sanh ra mười pháp giới sanh ra quả thật báo của chư phật là hiển khi hiển quý vị chẳng thể nói là nó có khi chẳng hiển chẳng thể nói là nó không có tự tánh vốn định do vậy định rất quan trọng Huệ Năng Đại Sư bảo Nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động Cũng là chân tâm bất động Giọng tâm bị động chứ không phải là chân tâm Chúng ta nói khởi tâm động niệm Nghĩ đông tưởng tây là giọng tâm Chẳng phải là chân tâm Đây là thức thứ sáu Tức ý thức thuộc A-la-da Phải hiểu rõ ràng